Thưa quý vị và các bạn, tiêm thuốc, chặt thuốc, phơi thuốc hay chở thuốc nam đến các địa điểm chặt sấy, phòng thuốc nam từ thiện miễn phí là công việc mà anh Bạch Văn Nghi, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã làm hơn 10 năm qua. Và trong một bình minh năng động hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ anh Bạch Văn Nghi để hiểu hơn về công việc cũng như tấm lòng của anh đối với bệnh nhân nghèo. Không quản nắng mưa, đường xa hay gần, miễn có người cho thuốc hoặc phòng thuốc nam từ thiện cần thuốc gì là anh Nghi đều tìm đến tận nơi để vận chuyển về. Đến lấy thuốc á, là từ An Giang, là dưới Đồng Tháp, là Tây Ninh, và lên đủ thứ chỗ hết, chỗ nào có thì mình lại, người ta cho hay mình lại kiếm lấy mình đem về, ăn cho bà con người ta chặt vẫn là phơi dưới hoặc là sấy. Mệt thì cũng vẫn có mệt rồi, mình không có ngại cái cực khổ đó. Nhưng mà cái nản thì mình không có nản. Trong tâm mình nghĩ tới bà con bệnh hoạn rồi mình không có cầm lòng được thì mình kiếm thuốc cho bà con uống vậy đó. Anh Nghi cho biết, từ khi thấy mọi người làm công việc này, anh thấy rất ý nghĩa nên đã quyết tâm chung tay góp sức. Mong muốn của anh là có thể giúp đỡ người bệnh. Đối với anh, thấy được bà con nghèo có thuốc uống, giảm bớt bệnh tật đã là niềm vui chứ không cầu mong tiền bạc. Em nghĩ là cái còn trẻ, tuổi trẻ mà có cái tâm rất là tốt. À, cái cậu này là ăn chay trường, ha. Nhưng mà có cái tâm thiện rất là tốt, thì hàng ngày buổi chiều là đi chạy xe mướn, ha. Có chở thuốc thì chở, còn không thì đi chở mướn cho người ta. Rồi lấy cái đó làm phương tiện để đi làm cái công tác thiện nguyện. Từ nhà anh Nghi đến phòng thuốc nam từ thiện chùa Long Thành khoảng 10 cây số, hay đôi lúc đi tận các tỉnh thành tìm thuốc, nhưng chưa bao giờ anh thấy những quãng đường đó là xa, mà dường như gần hơn giữa tình người với người. Làm việc không lương, nhưng anh Nghi thấy mình được trả công rất xứng đáng và hậu hĩnh. Đó chính là niềm vui, sức khỏe của bà con. Chính vì vậy, công việc này sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với anh.